Đinh hương vị thuốc quý, đinh hương thuộc họ Sim, tên khác là Tử hương. Nụ hoa đinh hương, bộ phận dùng chủ yếu của cây, được thu hái vào lúc nụ bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu hồng đỏ, để cả cuống hoặc ngắt bỏ, phơi âm can hoặc sấy nhẹ đến khô. Đinh hương thuộc họ Sim, tên khác là Tử hương. Nụ hoa đinh hương, bộ phận dùng chủ yếu của cây được thu hái vào lúc nụ bắt đầu chuyển từ màu xanh sang màu hồng đỏ để cả cuống hoặc ngắt bỏ, phơi âm can hoặc sấy nhẹ đến khô. Trong y học cổ truyền, đinh hương có vị cay, tê, mùi thơm mạnh, tính ấm, có tác dụng kích thích, làm thơm, ấm bụng, chống nôn, giảm đau, sát khuẩn, làm săn, tiêu sừng. Dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác trong những trường hợp sau. Chống hôi miệng và phòng bệnh trong các vụ dịch, lấy một nụ đinh hương, giã dập, bọc vào bông, rồi nút vào mũi hoặc nhai và ngập. Hỗ trợ chữa sai khớp, bọng gân, đinh hương phối hợp với quế, gừng sống, dây đau xương, vỏ núc nắc, hồi hương, vỏ sòi, lá canh trâu, mủ xương rồng bà, lá náng, lá thầu dầu tía, lá kim cang, lá mua, huyết giác, hạt chấp hạt máu chó, lá bưởi bung, lá tầm gửi cây khế, lượng các vị bằng nhau, giã nhỏ, sao nóng và trường. Hỗ trợ chữa bệnh nội thương lâu ngày, sinh nấc nghẹn, nôn mửa, tức ngực, mạch chậm, đinh hương 2 đến 4 g, tai hồng 10 g, gừng 5 lát, đôi khi còn thêm trần bì, thanh bì và bán hạ, mỗi thứ 6 g, sắc với 200 ml nước còn 50 ml uống trong ngày. Trong trường hợp nếu nóng nhiều thì giảm đinh hương, tăng tai hồng. Ngược lại nếu lạnh nhiều thì tăng đinh hương, giảm tai hồng. Hỗ trợ chữa đau bụng, rối loạn tiêu hóa, thổ tả, đinh hương 2 g sa nhân 6 g bạch chuột 12 g Tất cả tán bột, uống mỗi lần 2 đến 4 g ngày mùng 2 tháng 3 lần. Hỗ trợ chữa răng bị sưng, đau, sâu răng, đinh hương giã nhỏ, ngâm với cồn càng lâu càng tốt rồi tẩm vào bông dịt vào chỗ răng đau có thể phối hợp với xuyên tiêu lượng bằng nhau tán thành bột mịn cùng với ít băng phiến rồi trộn với mật ong bôi hàng ngày hỗ trợ chữa đinh dâu đinh hương một phần đọt cây dựa dại hai phần giã nát đắp băng hỗ trợ chữa viêm đường hô hấp mũi xoang mặt khai thông đường thở tinh dầu đinh hương tinh dầu bạch đàn trần bì, hạt mùi, mến thon, natri bí S, acid citric, trộn đều, làm viên. Mỗi lần dùng 2 đến 3 gam cho vào nước sôi rồi sông họng, có thể ngậm rồi xúc họng, hỗ trợ chữa ngạt mũi, cảm cúm, nhức đầu, cao xoa, dạng cao mềm như cao sao vàng, gồm tinh dầu đinh hương, bạc hà, quế, long não, sa nhân, hồi. Khi dùng, lấy một ít cao bôi xoa vào mũi, thái dương, gáy. Hỗ trợ chữa phong thấp, đau xương, nhức mỏi, chân tay lạnh, đinh hương 20g, long não 12g, cồn 90 độ 250ml. Ngâm 7 ngày đêm, lọc bỏ bã. Khi dùng, lấy bông thấm thuốc bôi, rồi nắn bóp nơi đau nhức. Ngày làm 1 đến 2 lần. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng thân yêu.